kiểm toán KPMG vừa quyết định dừng làm việc một ngày ở cả hai văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hơn 800 nhân viên của mình tham gia vào ngày vì cộng đồng, hỗ trợ những số phận kém may mắn hơn và bảo vệ môi trường. Thay vì làm việc với các con số, toàn bộ nhân viên của công ty kiểm toán KPMG đã dành ngày làm việc của mình vào nhiều hoạt động khác nhau như là giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn, sửa sang một số phòng học ở trường mầm non và trung học cơ sở, lắp đất làm sân chơi cho các học sinh và tặng sách vở, bút viết, hỗ trợ các em học sinh trong năm học mới. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị KPMG, ông John Dietti, thì hoạt động vì cộng đồng là một sự kiện thường niên của KPMG nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy mỗi nhân viên của KPMG đóng góp tích cực cho cộng đồng ở Việt Nam, qua đó biến kiến thức thành giá trị lợi ích cho khách hàng, cho nhân viên và cho cộng đồng. Bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.